chuyện vợ chồng trong trại giam ngày Tết và tiếng thủ thị tâm tình trong căn buồng hạnh phúc. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT Tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Trên chiếc giường chăn gối tinh tươm, Phương cười hạnh phúc, vui vẻ trò chuyện, âu yếm nhổ tóc sâu cho chồng. Cô hạnh phúc khi có 2 giờ riêng tư trong căn phòng ấm cúng giữa chốn lao tù. Câu chuyện được ghi lại vào năm 2011. Thế nhưng với những phạm nhân đã từng trải qua giây phút sống trong khoảnh khắc vợ chồng chăn gối ấy, hẳn sẽ không thể nào quên. Phòng hạnh phúc tại trại giam Quyết Tiến. Nếu không may có người thân rơi vào vòng lao lý thì chắc hẳn mọi người sẽ phải làm quen với khái niệm buồng hạnh phúc. Thực chất thì đây là một danh từ được cán bộ quản giáo và các phạm nhân gọi vui với nhau, ám chỉ một phòng riêng của vợ chồng sinh hoạt trong thời gian 24 giờ trong trại giam. Về lịch sử, người có công sáng lập ra buồng hạnh phúc trong trại giam là cụ Hoàng Mai, nguyên cục trưởng cục cảnh sát trại giam thời kỳ 1960. Thoạt đầu ý tưởng này đã gặp nhiều ý kiến phản đối quyết liệt có người cho rằng đó là nơi giam giữ những người phạm tội. Vậy tại sao lại để vợ chồng được phép ngủ với nhau ở đó? Nhưng cục trưởng Hoàng Mai nói rằng đó là sự động viên lớn đối với những người đang cải tạo, được gặp gia đình vợ con, họ sẽ yên tâm cải tạo, lao động tích cực hơn nữa để ngày về ngắn lại. Phòng hạnh phúc đầu tiên được ra đời tại trại giam bất bạt, Sơn Tây với 5 đến 6 phòng hạnh phúc. Tuy nhiên sau khi bị đánh sập toàn bộ khu trại đã được nhập về trại giam Phú Sơn 4 Thái Nguyên. Do thấy được mặt tích cực của mô hình này thông qua sự tiến bộ của phạm nhân, nhà 24 giờ đã được khuyến khích áp dụng cho tất cả các trại giam. Dịp Tết, phòng tiếp khách ở trại giam quyết tiến tuyên quang nhộn nhịp người qua lại. Bánh trưng, hoa quả cùng những túi quà tới tấp được người nhà chuyển vào cho các phạm nhân. Nhưng với Phương thì khác, do chồng cải tạo tốt chị được bố trí gặp riêng anh trong phòng hạnh phúc, thỏa nỗi nhớ nhung xa cách bấy lâu việc phạm nhân thăm gặp vợ chồng trong buồng hạnh phúc chính là trường hợp đặc biệt chỉ xảy ra khi phạm nhân đáp ứng một số điều kiện nhất định thứ nhất phạm nhân phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy quy chế trại giam hoặc lập công đối với phạm nhân luật thi hành án hình sự chỉ quy định chung là chấp hành nghiêm chỉnh nội quy quy chế của trại giam hoặc lập công việc không quy định chi tiết các điều kiện mà chỉ để quy định chung tạo cơ hội cho phạm nhân có thể dễ dàng hơn đáp ứng điều kiện này mà không phạm luật Thứ hai, thân nhân là vợ hoặc chồng của phạm nhân có đủ điều kiện gặp phạm nhân tại phòng riêng thì phải có giấy đăng ký kết hôn. Trước khi thăm gặp phải kê khai đồ dùng, tư trang cá nhân để thực hiện thủ tục kiểm duyệt. Phải viết giấy cam kết thực hiện nghiêm chỉnh nội quy nhà thăm gặp, cam kết thực hiện, chấp hành quy định về pháp luật dân số kế hoạch hóa gia đình hiện hành. Đặc biệt đối với phạm nhân nữ phải sử dụng biện pháp tránh thai và có giấy cam kết không mang thai để đảm bảo thời gian chấp hành án phạt tù. Căn phòng rộng chừng 10 mét vuông, bố trí gọn gàng đơn giản với tủ và bàn nhựa, cửa kín đáo, trong tiết trời lạnh giá của những ngày đầu năm, mỗi phòng đều có giường trải sẵn chăn ấm cùng đôi gối sạch sẽ. Âu Yếm quàng tay vào vai Phương, phạm nhân Đặng Văn Lương 32 tuổi cho biết, để được gặp vợ riêng tư thế này trong 120 phút không phải ai cũng có cơ hội. Anh nói, cán bộ trại giam phải xét duyệt quá trình lao động cải tạo của từng người suốt cả một năm. Nghiêng đầu cho vợ nhổ tóc sâu, Lương cho biết mang án 8 năm tù do bị xác định đã uy hiếp bắt đôi nam nữ đang tình tự trong trang trại nuôi cá của anh, nộp phạt 1 triệu đồng. Vào tù, Lương thương vợ ở nhà tân tạo ruộng vườn và nuôi hai con nhỏ, giấm giấm nước mắt khi chồng nói vậy. Người đàn bà 30 tuổi chia sẻ, không như vài tháng trước lên thăm, hôm nay chị thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều dù phải vượt qua quãng đường gần 100 km. Có được giây phút riêng tư vợ chồng trong căn phòng này, chị thấy rất hạnh phúc. Người vợ tủm tỉm, không gian ở đây chẳng bằng ở nhà, tuy nhiên ở hoàn cảnh này mà được tạo điều kiện để vợ chồng gặp nhau thì có gì bằng. Ở phòng bên cạnh cũng vang lên tiếng cười, đó là lúc phạm nhân Hoàng Đình Tâm, 51 tuổi, án 16 năm tù, được gặp vợ bà Đinh Thị Hiệp, 44 tuổi. Đưa những bức ảnh của đứa cháu ngoại mới tròn 5 tháng tuổi cho chồng, bà Hiệp vui vẻ kể. Giờ trong thằng cu nó kháu lắm rồi ông ạ, à. có lẽ lúc ông ra chạy tôi phải đưa nó lên tận đây để đón. Rồi bà cho biết con gái lớn đang mang bầu lên năm Tới gia đình sẽ đón thêm thành viên nữa Xem ảnh cháu và con gái Phạm Nhân Tâm bùi ngồi bảo thấy ân hận Vì không làm tròn bổn phận của người cha Người đàn ông than thở Tôi đã ngồi tù được 5 năm rồi Giờ chỉ biết cố gắng làm sao cải tạo cho thật tốt để được về nhà Thiếu tá Nguyễn Đình Lương Đội trưởng đội giáo dục hồ sơ của trại giam quyết tiến cho biết Ba phòng hạnh phúc được trại xây dựng đã hơn chục năm Kể từ đó, nhiều phạm nhân đua nhau cải tạo tốt để có cơ hội gặp bạn đời trong chốn riêng tư. Theo vị đội trưởng, thứ bảy và chủ nhật hầu như các buồng đều kín. Thời gian mỗi đôi tâm sự khoảng 60 đến 120 phút. Bao cao su, thuốc tránh thai cũng được cung cấp. Ông Lương cho biết, do tuyên truyền tốt nên các biện pháp tránh thai hơn 10 năm qua chưa có phạm nhân nào có hậu quả sau khi gần gũi chồng. Đại tá Ma Thanh Phản, giám trị trại giam quyết tiến chia sẻ. Con người ai cũng có nhu cầu tình cảm nên căn phòng là nơi tạo điều kiện để các cặp vợ chồng gìn giữ hạnh phúc. Tinh thần có tốt họ mới phấn đấu cải tạo thành người có ích. Dù bị hạn chế một số quyền công dân, tuy nhiên pháp luật vẫn có những chế độ dành riêng cho phạm nhân cải tạo tốt. Buồng hạnh phúc của phạm nhân là một trong những chế độ đó. Cận cảnh thiên đường tình yêu ở trại giam. Trại giam Hoàng Tiến Bộ Công An đóng tại địa bàn thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương có một khu nhà đặc biệt. Đó là dãy nhà khang trang được xây dựng từng phòng khép kín, riêng biệt với đầy đủ tiện nghi, giống như trong những nhà nghỉ khách sạn. Điều kỳ diệu của dãy nhà đó ẩn đằng sau dòng chữ lớp màu son buồng hạnh phúc được gắn bên trên nó. Buồng hạnh phúc là ý tưởng đầy nhân văn dành cho các phạm nhân cải tạo tốt để được gặp gần gũi bạn đời, người thân của mình sau mỗi tháng một lần. Mỗi lần gặp nửa ngày, Thượng tá Phạm Văn Thân, trưởng phòng theo dõi công tác giáo dục cải tạo Tổng cục 8 Bộ Công an cho biết, theo quy định của pháp luật, thi hành án hình sự và nội quy trại giam thì căn cứ vào kết quả xếp loại cải tạo hàng tháng Mỗi phạm nhân khi được xếp loại cải tạo từ khá tốt trở lên, mỗi tháng có thể được gặp gia đình qua đêm tại buồng hạnh phúc của trại giam. Đối với những phạm nhân có thành tích trong lao động học tập cải tạo thì có thể được gặp vợ hoặc chồng trong 24 tiếng, nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc, phạm nhân có thể được gặp vợ hoặc chồng 48 tiếng. Với các trại tạm giam không có buồng hạnh phúc nhưng đối với phân trại cải tạo trong trại tạm giam thì được phép xây dựng buồng hạnh phúc để các phạm nhân cải tạo tốt đủ tiêu chuẩn được phép gặp gỡ gần gũi gia đình người thân của mình. Phân trại cải tạo trong trại tạm giam số 2 Công an thành phố Hà Nội đã cho áp dụng mô hình buồng hạnh phúc từ vài năm nay đối với phạm nhân lao động cải tạo tại đây. Trước đây buồng hạnh phúc hầu như chỉ ưu tiên dành cho phạm nhân nam. Lý do không có buồng hạnh phúc dành cho phạm nhân nữ là bởi thứ nhất, hầu hết các phạm nhân nữ khi đã vào đây là bị bạn đời bỏ lửng, ly hôn nên nhiều người không có đối tác hạnh phúc. Thứ hai là các phạm nhân nữ khó kiểm soát việc có thể sẽ mang thai trong điều kiện các trại giam không có điều kiện cưu mang việc này. Và năm gần đây, các trại giam cũng đã cho phép các phạm nhân nữ được gặp gỡ người thân, gia đình trong buồng hạnh phúc. Bình đẳng như đối với các phạm nhân nam. Đã lỡ xa chân vào sau song sắt, phạm nhân nào cũng khát khao được bù đắp tình cảm sau những tháng ngày dài thụ án, nên được đặt chân đến buồng hạnh phúc là mơ ước của nhiều người. Những khoảnh khắc ấm áp thiêng liêng đó sẽ là động lực để phạm nhân quyết tâm cải tạo tốt, rút ngắn ngày đoàn tụ. Ở trại giam Hoàng Tiến, câu chuyện về buồng hạnh phúc khiến các phạm nhân bất kể là nữ hay nam, già hay trẻ đều vô cùng phấn khởi. Ai cũng có khát vọng được gặp gỡ gần gũi người thân yêu của mình. Tùy hoàn cảnh mà người được gặp trong buồng hạnh phúc có thể là bạn đời hay mẹ già con nhỏ của mình. Bao năm xa cách, dẫu có được gặp người nhà qua những lần thăm nuôi, nhưng những lần đó chỉ được gặp và nói chuyện qua vách kính, nên chỉ mới nghĩ đến cảm giác được cầm tay, ôm con vào lòng thôi đã cảm động lắm rồi. Các phạm nhân động viên nhau hãy cố gắng hết sức để trong thời gian thụ án được vào căn phòng này cho thỏa nỗi khát khao. Nữ phạm nhân Nguyễn Thị Lan, 48 tuổi, thụ án 20 năm tù về tội danh liên quan đến ma túy thì tâm sự. Chị vừa bị bắt thì chồng đã đưa đơn ly hôn. Tháng ngày mòn mỏi trong tù có lúc nghĩ tới hạnh phúc tuột khỏi tầm tay, lại khiến chị Lan đau đớn, tiếc nuối và lại trách bản thân. Nhờ cải tạo tốt, chị Lan đã được gặp các con trong buồng hạnh phúc. Chị tâm sự rằng được ôm con vào lòng, được ngủ cùng con là niềm hạnh phúc vô bờ, là động lực để chị phấn đấu cải tạo tốt để sớm mãn hạn tù. Tâm sự xoay quanh câu chuyện buồng hạnh phúc, giám thị Nguyễn Hữu Ấm trầm ngâm. Phạm nhân là những người bị mất quyền công dân, nhưng họ vẫn có những quyền cơ bản của một con người. Không có biện pháp giáo dục nào đối với các phạm nhân tốt hơn là khơi gợi sự hướng thiện của họ bằng mối dây liên hệ tình cảm khăng khít với những người thân trong gia đình đặc biệt là tình cảm vợ chồng chính vì vậy câu chuyện về buồng hạnh phúc hết sức cần thiết cảm động và nhân văn nhiều phạm nhân tâm sự rằng sau những ngày thụ án có lẽ nơi để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong họ chính là buồng hạnh phúc vì nơi đây đã giải tỏa được ức chế tinh thần về nỗi lo lắng áp lực bị vợ hoặc người chồng ly hôn gia đình tan vỡ bước ra từ căn buồng xinh xắn giản dị đó nhiều số phận nhận được ánh sáng của sự hoàn lương biết hướng thiện vị tha từ chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với những người một thời lầm lỗi. Có các bạn có suy ngẫm gì về video có gì trong buồng hạnh phúc ở trại giáp Các cặp đôi được ngủ cùng nhau như thế nào? Bạn muốn PKT làm về tiểu sử giang hồ từ tù hay người nổi tiếng nào? Cùng để lại ở phần bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ từ tù người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.